Một căn nhà đẹp hiện đại, ngang 4, dài 18, một trệt, 2 tầng lầu, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh. Hi, chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản, khu vực Đức Hòa, Long An. Chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Trong video này, em chia sẻ và giới thiệu đến cô chú và anh chị mình một căn nhà đẹp hiện đại. Nằm ngay trong lòng khu dân cư Cát Tường, Phú Sinh, thuộc địa phận của xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khu vực này giáp với Hóc Môn, quận 12. Và từ khu dân cư Cát Tường, Phú Sinh này, mình di chuyển tới trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là 35 km anh chị nhé. Di chuyển giao thông thuận lợi, dễ dàng. Được thiết kế và xây trên nền đất là ngang 4m và chiều dài là 18m, xây hết đất cho nên anh chị mình thấy không gian trong nhà cực kỳ rộng rãi, thoáng mát. Nhà xây kiên cố, đúc thật 2 tầng lầu. Một trệt 2 tầng lầu anh chị nhé. Gồm 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, rất là phù hợp cho một gia đình có từ 4 đến 8 thành viên. Sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ, pháp lý minh bạch rõ ràng. Tổng diện tích sàn sử dụng là 183m2. Mình mua là chỉ việc công chứng sang tên đăng bộ theo quy định của nhà nước. Chị chủ cần bán gấp thu hồi vốn xoay sở công việc kinh doanh của mình. Chính vì thế mà đại hạ giá giảm còn 2 tỷ 850 triệu là bao thuế phí sang tên. Mình mua sẽ không tốn thêm bất cứ chi phí nào nữa anh chị nhé. Chọn gói là 2 tỷ 850 triệu. Một căn nhà giá rẻ với diện tích ngang 4m, dài 18m. Thiết kế xây một trệt 2 tầng lầu. Cực kỳ là đẹp. Phía đằng sau này có thiết kế thêm một cái tiểu cảnh hòn non bộ nho nhỏ xinh xinh. Và đây là không gian một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt anh chị nhé. Một căn nhà cực kỳ rộng rãi, thoáng mát, phong thủy là hướng chính đông, rất là mát mẻ. Tiếp tục em sẽ dẫn cô chú và anh chị mình di chuyển lên không gian lầu 1, lầu 2 để mình tiếp tục tham quan căn nhà này nhé. Tay vịn cầu thang sử dụng bằng gỗ kết hợp với kính cường lực 10 ly. Mặt cầu thang có đính đạc hoa cương. Rất là đẹp. Di chuyển lên trên không gian lầu 1 thì chúng ta sẽ có là 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh riêng. Căn này hướng đông cho nên rất là mát vào buổi chiều anh chị nhé. Nắng nhẹ vào buổi sáng và mát vào buổi chiều. Xung quanh toàn nhà cao tầng, dân cư đông đúc. Với mức giá 2 tỷ 850 cho khung diện tích 4 dài 18, cô chú anh chị có thể xem xét, mình mua căn này khá là rẻ đó anh chị. Một trệt 2 tầng lầu, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh. Cô chú anh chị và các bạn có duyên đang theo dõi được cái video này của em, thấy phù hợp nhu cầu và tài chính của mình đang tìm kiếm thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua số 037 730 4018. Em sẽ gửi hình sổ qua để cô chú anh chị chúng ta tham khảo trước nhé. Sau đó thì mình có thể sắp xếp thời gian xuống em dẫn tới coi nhà trực tiếp để mình mua căn nhà giá rẻ này. Hai tỷ 850 triệu, một mức giá rất là rẻ cho khung diện tích 4 dài 18 xây hết đất, một trệt 2 tầng lầu, 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Đầy đủ công năng sử dụng, điện nước có sẵn hết rồi anh chị nhé. Ở đây thì mình sử dụng là nước máy thủy cục, điện nhà nước. Không khí thì vô cùng trong lành, mát mẻ. Không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe và đặc biệt là không bị ngập nước. Cô chú và anh chị nào chúng ta thấy nó phù hợp nhu cầu và tài chính của chúng ta đang tìm kiếm thì hãy sắp xếp thời gian xuống đây, em sẽ dẫn mình tới mình coi nhà trực tiếp anh chị nhé. Chúc cô chú và anh chị mình luôn dồi dào sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị mình trong những video tiếp theo nhé.